đi vào những cái tổ hợp. Và tổ hợp đầu tiên chúng ta đi như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sang tổ hợp thứ 3. Tổ hợp thứ 3 là chúng ta sẽ kết hợp hai bài 18 bước và bài 24 bước. Và chúng ta sẽ đi sang bên trái. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bước sang bên trái. Và cái bài tổ hợp này chúng ta sẽ đi ở 4 hướng. Và chúng ta sẽ cùng tiến hành đi như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Khi xong bước 18 rồi ta kết hợp bước 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Và chúng ta tiếp tục đi ở hướng tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Và chúng ta sang. Và sau đây chúng ta sẽ sang tổ hợp tiếp theo. Chúng ta sẽ đi bước 8 bước với kết hợp của 4 lần 8 nhịp bước dọc, 8 lần 4 nhịp bước xoay dọc và bước ngang và bước xoay ngang. Và chúng ta cùng thực hiện bước như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện bước xoay dọc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta thực hiện bước 8 bước đi ngang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bước xoay ngang. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Và chúng ta sẽ trả một bước dọc của 8 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ thực hiện đi bước cha cha mở dọc 7 lần và cha cha mở ngang 7 lần. 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha, mở ngang. 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha. Và chúng ta sẽ sang tổ hợp cuối cùng. Bước 34 bước, chúng ta sẽ bước sang bên phải và chúng ta sẽ đi bốn hướng và chúng ta cùng thực hiện như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Và chúng ta đã kết thúc các cái tổ hợp chính. Và chúng ta sẽ đi dạo nhà để kết thúc bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và lúc này chúng ta sẽ dàn dựng cận kết. Tất cả mọi người sẽ đi lên hướng về phía khán đài. Chúng ta cùng nhìn về hai hướng khác nhau và cùng trụ chính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.